Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương Bình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài tập Vinyasa Power Yoga. Bài tập này sẽ giúp bạn mang lại năng lượng hơn, săn chắc lại cơ bắp hơn, giảm được cơ mỡ bụng ở phần bụng, phần eo và phần đùi. Nếu bạn là người mới, hãy bấm nút đăng ký, bấm nút like để chờ thông báo về những bài tập mà mình sẽ up tiếp theo. Nếu bạn đã biết rồi thì hãy trải thảm ra và mình bắt đầu bài tập của ngày hôm nay nha. Nếu bạn là người hay đổ mồ hôi hoặc là bạn khát nước trong quá trình tập thì hãy để sẵn một chai nước và một cái khăn bên cạnh khi mà mình tập. Nào, sẵn sàng chưa? Hãy ngồi lên giữa thảm, bất cứ tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Mình thường gác cái chân này lên chân bên kia, nó sẽ giúp mình mở được cái phần hông và bên phần đầu gối này. Hai tay bạn đặt nhẹ lên gối, lắc lư nhẹ nhàng. Mình sẽ hít thở thư giãn một vài nhịp trước khi mình bắt đầu bài tập nha. Mở lồng ngực của bạn ra và mình dõng các đốt sống lưng thẳng lên. Hãy nhắm mắt và hít vào một nhịp dài rồi thở dài ra. Mình sẽ lặp lại như vậy, hít vào dài và thở ra dài. Lắng nghe vào hơi thở bạn một vài nhịp, để khuôn mặt thư thái ra và để từng hơi thở bơm năng lượng cho cơ thể của mình. Và một nhịp nữa thôi, hít vào một hơi dài và thả lỏng thở dài ra và bạn mở mắt ra luôn. Mình sẽ di chuyển tay chân một vài nhịp để warm up cái cơ thể mình lên trước nha. Mở ngang cánh tay và hít vào, mình vươn hai tay lên, kéo cao cánh tay rồi lên. Thở ra mình sẽ nghiêng về bên phải, cả hai tay kẹp vào mái tay và rướn ra. Hít vào vươn lên trời trở lại. Thở ra mình rướn về trái, kéo người nhẹ. Hít vào lên, thở ra phải. Hít, thở trái. Hít, thở phải. Và một nhịp nữa thôi, hít vào và thở ra trái. Sau đó hít vào, bạn vươn cả hai tay rướn người lên. Thở ra, bạn đưa hai tay ra sau lưng của mình. Bạn hãy lồng các ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lại và ưỡn cái lồng ngực của mình. Mở vai ra, bẩy cho hai cái bả vai của mình căng về phía sau. Mình sẽ nghiêng vai của mình về bên phải, rồi nâng lên và nghiêng về trái. Cảm giác bạn đang khởi động cho cái bả vai của mình. Sau đó lặp lại, nâng lên, nghiêng về phải. Và nâng lên, nghiêng về bên trái. Rồi mình quay về vị trí trung tâm. Bạn gỡ hai tay ra và đá hai cái chân của mình về phía trước. Sẽ quay về bên này đi. Hai chân của mình chỉ về trước, để hai cái mũi chân của mình khép lại, ngón chân của bạn chỉ lên trời. Mình sẽ gập người về trước 5 lần nha. Vươn hai cánh tay và hít vào, kéo cao cánh tay, bạn rướn người thẳng lưng. Thở ra trườn về trước, đổ xuống. Hít vào, vươn người nhẹ thẳng lưng. Thở ra, đổ về trước. 3, hít vào, rướn thẳng lưng. Thở ra. 2, hít vào, rướn thẳng lưng lên. Thở ra.
và nhịp cuối cùng. Hít vào rướn cao lưng, thở ra mình đổ về trước. Nếu bạn bắt được lấy chân hãy bắt lấy và kéo căng lưng, kéo dài người ưỡn ngược về trước, giữ lại ở đây. Nếu bạn chưa bắt lấy chân hãy dùng dây hoặc là nắm lấy cổ chân của mình và bạn cũng cố gắng rướn cái lồng ngực mình về trước luôn. Sau đó mình sẽ warm up lên cái cơ bụng của mình. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, nâng chân bên phải lên trời và rướn người giữ đây, cố gắng đạp chắc bàn chân, cảm giác như mình đang đạp về tường phía trước. 5 4 3 2 1 hạ xuống và lại rướn người về trước, nắm lấy chân, ưỡn ngực, rướn vai. Mình lặp lại cho chân bên trái của mình. Hít vào, nâng chân, gồm lại và mình giữ 5 nhịp. 5 4 3 2 và 1, đổ về phía trước và thở dài, giãn lưng ra. Sau đó hít vào, vươn người rướn lên. Lần này bạn hãy chỉ mũi chân của bạn căng về trước, vươn cánh tay cao lên trời. Sau đó bạn chống hai tay về sau lưng của mình, bàn tay xoay về phía mông, xòe ngón tay ra. Giữ nguyên cái độ mũi chân chỉ về trước, mình sẽ nhấc mông lên khỏi sàn, hít vào, cố gắng đạp được cái mũi chân xuống sàn, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra hạ xuống. Nhịp thứ hai, siết đùi mông, hít vào lên, xuống. Nhịp thứ ba, hít vào, thở ra. Nhịp thứ bốn, hít vào lên và thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, nâng ngẩng mặt nhìn lên. Hãy giữ đây 5 nhịp. 4 3 2 và 1, hạ mông xuống sàn. Mình để chéo chân và chống hai tay của bạn về phía trước, lùi hai đầu gối về sau. Mình đứng lên tư thế 4 điểm, lắc hông và vai qua hai bên, bám hai bàn tay chắc. Mình sẽ tập cái vươn chân này và tay bên kia nha. Cố định tay bên trái và đầu gối chân phải, gồng cơ bụng lại nhìn về trước. Bạn trườn chân bên trái của bạn về cuối thảm, vươn mũi tay phải về phía trước, rướn lên kéo căng thành một đường thẳng. Hít vào, sau đó nhấc chân phía sau lên khỏi sàn, thẳng hàng với mông. Mình sẽ cuộn cùi chỏ vào đầu gối chạm vào nhau. Một nhịp, hít vào rướn ra. Hai nhịp, hít vào vươn ra. Ba nhịp, hít. Bốn nhịp, hít vào, thở ra. Sau đó vươn dài ra. Sau đó mình sẽ ưỡn lên, vươn tay vươn chân cao, thở ra. Hít, thở ra. Hít, thở ra. Nhịp nữa, hít vào, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, rồi hạ tay và hạ đầu gối của mình. Mình đổi qua bên kia, hai tay bám chắc, nhón mũi chân phải trượt chống mũi chân về sau, vươn tay trái về trước. Hãy chỉnh lại cho cơ thể mình rướn giữ thành một đường, sau đó nâng chân phải lên trời, kéo căng thành một đường và mình chạm cùi chỏ và đầu gối vào nhau. Thở ra, hít, thở, hít, thở ra. Ba, thở ra. Hai, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, rồi thở ra. Quay về giữa, tay và chân rướn thành một đường. Sau đó mình sẽ nhấc lên, cao tay cao chân, thở ra. Hai, thở ra. Ba, cao lên, thở ra. Bốn, nâng lên, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, rồi thở và hạ tay, hạ đầu gối của mình xuống. Lắc lư nhẹ vai,
và mình sẽ vào tư thế chỗ úp mặt duỗi mình. Hãy giữ hai bàn tay bám chắc, nhón mũi chân, đẩy người bạn về phía sau và giãn dài ra. Hai tay bám chắc, kéo giãn lưng và rướn hết lưng, hóp bụng đẩy phần thắt lưng cao lên. Giữ lại, mình sẽ di chuyển từ tư thế down dog về tư thế tấm ván và chaturanga rồi up dog nâng người lên nha. Từ đây bạn bám chặt tay, vươn người về trước trong tư thế tấm ván, rướn một chút, khuỷu cùi chỏ đổ người xuống sàn, lật ngực, uốn người siết đùi nâng lên, ưỡn ngực lên, đùi ngược về sau, tư thế down dog trở lại, giãn người rướn về sau. Tiếp tục hít vào, vươn về trước, đổ xuống sàn, hít vào, up dog nâng người mở vai, đẩy ngược về down dog, giãn rườn ra phía sau. Tiếp tục hít vào, thở ra, hít vào lên và thở đẩy về phía sau. Hai vòng nữa, rườn về trước, đổ xuống sàn, nâng lên và đẩy về phía sau. Một vòng cuối cùng, vươn về trước, gồng trong tư thế tấm ván, đổ xuống, lật ngực mở vai và giãn về phía sau, chỗ úp mặt, duỗi lưng đẩy hết về sau và thở dài ra. Hít vào dài, thở ra. Bạn có bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên rồi không? Hít vào và thở ra. Vươn về trước trong tư thế tấm ván, mình chia chân phải của mình chĩa về sau, chĩa mũi chân căng, sau đó mình bước chân bên phải của mình lên giữa hai bàn tay, hạ đầu gối chân sau xuống, giữ nguyên cái mũi chân sau chống, mở vai của mình và mở lồng ngực ra, tay mở ngang, lồng ngực mình mở rộng. Có một cái là cái microphone để mà mình nói thu âm đó, nó nằm ngay ở đây. Đến lúc mình úp cái ngồng ngực xuống sàn thì mình không úp hoàn toàn được cái ngực mình xuống nha. Cho nên mọi người lưu ý, lúc mà mọi người rạp xuống thì đừng bị còng lên như mình á, cho mình bị cái này nó nhìn thôi ha. Mọi người mở vai ra, mở lồng ngực, nhìn vào một điểm trước mặt. Sau đó mình ngửa ngực ra sau, hít vào, hai tay vươn lên trời, chắp tay và nhìn theo tay. Thở ra, mở cùi chỏ, hạ tay. Hít vào lên, kéo rướn mắt nhìn lên, thở ra, hít vào lên, thở ra, hai nhịp nữa, hít vào, rướn cao lên, thở ra, ba nhịp cuối cùng, hít vào vươn lên và chắp tay về trước ngực, thở ra. Mình đưa người mình vuông góc về trước, đặt tay bên trái của mình lên gối phải và sẽ xoắn tay phải về phía sau, bò từ từ tay phải cho tới lúc tay phải chạm được cái bắp chuỗi chân phía sau, mình nhấn hông xuống và xoay khuôn mặt mình vặn người về phía sau. Hãy giữ đây một chút. 4 3 2 3 1, xoay lưng về trước, quạt cả hai tay, nhìn theo, chắp hai tay, chống hai tay xuống sàn, thở dài. Mình sẽ vào tư thế chỗ úp mặt duỗi mình lên nữa, bám chắc, rút chân trước về sau, down dog, rửa người dài, vươn về trước tư thế tấm ván, đổ xuống sàn, thở ra, hít vào, up dog nâng người xiết đùi và down dog, giãn người, giãn lưng về phía sau. Lần này mình sẽ challenge một chút ở tư thế plank nhưng mà đá một chân về sau nha. Hai tay mình bám chắc, vươn người bạn về phía trước trong tư thế tấm ván. Bạn rút chân trái và chĩa về phía sau, nhìn xuống sàn. 5, 4, cố lên. 3, 2, và 1, bước chân trái lên giữa hai bàn tay. Bạn hạ đầu gối chân sau và vẫn giữ mũi chân sau chống. Nâng người mình lên, mở vai ra, mở lồng ngực, nhìn lên một điểm trên trời. Hít vào, hai tay vươn lên, chắp bàn tay. Thở ra, mình khuỵu nhẹ cùi chỏ để lồng ngực được mở ra. Hít vào lên,
thở ra. Nhịp thứ ba, hít vào nâng rướn lên. Thở ra. Nhịp thứ tư, hít vào nâng rướn lên. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào nâng rướn cao. Sau đó chắp hai tay, nâng lưng mình lên. Bạn đặt tay bên phải lên đầu gối bên trái. Sau đó mình nâng cái người về sau, bò bò cho tay trái của mình chạm về phía sau. Và mình nhấn phần hông xuống, xoay người vặn về sau. Hãy giữ ở đây, nhìn về phía cuối thảm của mình. 5 4 3 2 và 1, xoay về trước, hai tay vươn lên, hít vào, chống hai tay xuống sàn. Mình sẽ rút về tư thế chó úp mặt duỗi mình. Bàn tay bám nâng đầu gối, rút chân trước về sau, chào đó, vươn về trước trong tư thế tấm ván, đổ xuống sàn, lật ngực, hít vào xiết thân sau ôm đó, và mình đẩy ngược về phía sau, chào đó, dạ ra sau, nhìn người rướn lưng ra, hít vào một nhịp dài, rồi thở ra. Sau đó mình từ từ khuỵu nhẹ hai gối, bàn tay bước lên hoặc là mình nhảy lên phía đầu thảm của mình. Hãy đổ ra, người xuống và thở dài. Hai tay chống về phía trước bàn chân của mình. Hít vào, lưng song song với mặt đất. Mình khuỵu đầu gối bên phải, đặt tay phải về giữa hai chân, xoay mặt về trái và vươn tay trái lên trời. Ngẩng mặt nhìn theo tay trái, mở vai bên trái ra. Sau đó đổi bên, chống tay trái thế vào chỗ tay phải, khuỵu gối bên phải và mình lật tay bên phải lên, khuỵu gối trái nha, sorry, và mình lật tay bên phải lên trời, nhìn theo tay phải trên trời. Rồi từ từ hạ hai tay xuống, lắc nhẹ hông về hai bên và mình đứng lên, cuộn từng đốt sống nhẹ nhàng, cuộn từ từ. Nâng người bạn và đứng hoàn toàn lên luôn. Từ vị trí đứng đầu thảm, bạn hãy mở vai và nhìn vào một điểm trước mặt của mình. Từ đây mình sẽ vào tư thế cái cây, nhấn hông về phía sau, đẩy hết hông về phía sau, khuỵu đầu gối nhiều nữa và nhìn xuống, thấy là mình vẫn còn nhìn thấy ngón chân của mình. Hai tay vươn lên và bạn kéo dài người mình trong tư thế, không phải là cái cây, sorry, cái này là tư thế ngồi cái ghế. Hít vào sâu, thẳng gối và rạp người xuống, thở dài ra. Hít vào, lưng song song với mặt đất nhìn lên, thở ra rạp xuống. Bạn bước hoặc nhảy cả hai chân mình về tư thế tầm ván, gồng chặt bụng lại. Từ đây nghiêng hai gót chân của mình về bên phải của mình, nghiêng qua, sau đó bạn vươn tay trái lên trời và nhìn theo tay trái. Hít vào một nhịp dài và mình ép tay trái theo mang tay, nhìn theo bàn tay trái của mình. Thở ra. 1 2 3, sau đó chống tay trái về giữa thảm trở lại. Trườn về trước, Chaturanga rạp người. Hít vào. Lật lên. Up dog, đẩy về sau. Giãn ra. Vào tư thế Down Dog. Sau đó mình khuỵu gối, bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình. Đổ người xuống sàn, lưng song song với mặt đất, lưng rạp xuống. Mình lại vào tư thế cái ghế trở lại, khuỵu gối, vươn hai tay, gồng bụng, hít vào và thẳng lưng, hai tay mình chắp về trước ngực. Mình vào vòng thứ hai với chân bên trái của mình, khuỵu gối, vươn tay, xít bụng vào, hít vào, thở ra, rạp người xuống, hít vào, lưng song song, thở ra. Mình bước hoặc là nhảy cả hai chân về tư thế tấm ván, xít bụng, nghiêng hai gót chân của mình về bên trái và mình vươn tay phải của mình lên trời, giữ chắc được tư thế side plank. Sau đó mình ép tay bên phải của mình vào mang tay và nếu được bạn ngẩng mặt nhìn theo ngón tay bên phải của mình. 3 2 và 1, sau đó mình úp người của mình xuống sàn, vào tư thể tấm ván Chaturanga, lật lên,
ốp đót riêng người đẩy ra sau, đào đót kéo nhẹ người mình về phía sau, khuỵu gối bám tay, mình lại bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm, đổ rạp lưng xuống, hít vào đúng nửa đường, thở ra và vào lại tư thế cái ghế, khuỵu đầu gối, xít bụng, hít vào vươn tay và thẳng lưng, hai tay mình chắp về trước ngực, hít vào một nhịp sâu và thở ra một nhịp nữa thôi, hít vào, mình lại vào một vòng tiếp theo, hai tay vươn lên trời, mắt nhìn theo tay, hãy kéo giãn người, cúi xuống, đổ úp người về trước, chống hai tay bên chân. Từ đây, bạn hít vào, ngẩng mặt giữ lưng song song với mặt đất, giữ nguyên cái độ song lưng giãn. Bạn vươn hai tay ra sau và ở ngực, lùi về phía trước, vòng bụng mình lại. 4, 3, 2 và 1, cúi xuống sàn. Bước hoặc nhảy ra sau vào tư thế tấm ván, gồng chặt bụng, giữ người nhìn vào một điểm dưới sàn. Sau đó mình lại nghiêng hai gót chân về bên phải của mình, bám chắc tay phải, lần này mình quạt hẳn tay trái theo mang tay luôn, và giãn ra, cố lên, kéo căng người rướn ra. 2, 3, 4, 5, úp tay bên trái theo người của mình, và mình bắt đầu sẽ hạ cái phần hông của mình xuống sàn ha. Một nhịp, hít vào nâng hông lên. 2 nhịp, hít vào nâng hông lên. 3 nhịp, hít vào nâng lên. 4 nhịp, cố lên, bụng xít vào, lên. Nhịp cuối cùng, xuống và nâng lên, vươn tay theo mang tay, giãn người ra, rồi úp tay xuống, vào lại tư thế tấm ván, mình đổ người mình rạp xuống sàn, lật ngực, mở vai ốp đót rướn người, đẩy ngược về, đào đót và mình giãn người mình về phía sau. Sau đó mình lại vươn về tư thế tấm ván, nghiêng hai cái gót chân của mình về bên trái, và mình quạt tay phải của mình theo mang tay và rướn ra, kéo da hai người ra trước, mình sẽ rướn từ chân thẳng tới ngón tay của mình giãn ra. Một nhịp nữa rồi mình qua tay bên phải của mình, úp theo người, chuẩn bị nha, hạ cái mông phía sau xuống, hít lên, 2, lên, 3, lên, nhịp cuối cùng 4, nhịp 5 mới là cuối cùng, lên một nhịp bây giờ mới là nhịp cuối cùng, xuống và nâng lên, vươn tay phải theo mang tay, kéo dài người, sau đó úp người mình xuống, chống bàn tay, quay về tư thế plank, đổ rạp lưng xuống, hít vào, uốn lên ốp đong lật người và đẩy về phía sau, đào đót mình giãn hết lưng và rướn người căng về sau, lắc lại hông vai nhẹ nhàng, thở ra, hít nhẹ nhàng, thở ra. Nếu được từ vị trí này, bạn có thể chỉ cần rời một tay và một chân thôi nha. Nếu bạn được, hãy rời cả tay cả chân, rời chân bên trái đá ra phía sau, chỉ mũi chân lên, sau đó bạn rời tay phải chỉ ra sau, thăng bằng lên một tay và một chân của mình, nhìn xuống sàn. 4, 3, 2 và 1, mình đổi bên, bám tay phải trở lại, hạ chân trái về đao đó trở lại. Sau đó mình đổi bên, dồn lực lên tay phải và chân trái. Bạn dời chân phải ra trước, nếu mà bạn chưa nhấc được, bạn hãy cứ nhịp cái tay ở đây thôi nè, hoặc là bạn đặt về phía sau này. Nếu không thì cứ chống ở đây và dồn lực, rồi bớt lực lên ngón tay bên trái để giữ thăng bằng. 4, 3, 2 và 1, quay về giữa, về tư thế chó úp mặt, rướn lưng giãn ra, vươn về trước tấm ván, đổ người xuống sàn, lật ngực, vươn vai xiết đùi rướn lên, và mình lùi về tư thế em bé, nhấn người mình ra sau, ép bụng vào đùi và ép mông vào gót chân, thở ra. Một hơi thở nữa đây, hít vào, rồi mình thở dài, đứng lên đầu gối và mình sẽ vươn hai tay lên trời, dồn lực lên gối, hít vào, vươn cả hai tay, kéo người nhìn theo tay rướn lên,
hai bàn tay chắp lại, vươn mắt nhìn theo. Sau đó hạ tay chắp về trước ngực của mình. Mình sẽ bước chân phải của mình lên đầu thảm, bước về trước, nhấn cái đùi xuống, vươn tay lên trời trở lại, ổn ngực, nhìn ra sau, uốn người, hít vào sâu, xoắn người về bên phải của mình bằng cách đưa đầu gối trái bật, đưa cùi chỏ phải trái bẫy vào đầu gối bên phải, hóp bụng xoắn và nhìn qua, hít, thở ra, một nhịp nữa hít vào, xoay về phía trước, mình lại vươn hai tay của mình lên trời lần nữa nha, kéo cánh tay rồi người vươn lên, sau đó chạm hai bàn tay chống xuống và thẳng đầu gối phía trước của mình ra, rạp đầu xuống và thở ra. 2 3 4 5. Sau đó ngẩng mặt, rướn vai lên, rút chân phía trước ra sau, vào tư thế đứng lên gối, quạt hai tay lên trời, mình đổi qua bên kia, hít vào, vươn hai tay, rướn người, nhìn theo tay, hai tay chắp trước ngực và thở ra. Bước chân bên trái của bạn lên phía đầu thảm, nhấn phần hông xuống, vươn hai tay ở ngực ra sau, hít vào, rướn lên, vặn người về phía bên trái của mình, quỳ chỏ bên phải, bẫy vào đầu gối trái và xoắn người vặn qua, hít vào dài, thở ra, một nhịp nữa thôi, hít vào, sau đó quay người về trước, quạt hai tay rướn lên, rướn người ưỡn lưng, hít vào, mình thẳng đầu gối phía trước và đổ người mình xuống luôn nè, cúi người xuống, chạm hai tay ra, tràn xuống, thở dài, 3 2 1. Ngẩng mặt lên, rút chân về phía sau, quạt tay lên trời, hít vào, vươn tay, kéo người rướn lên, trườn về phía trước, chống hai bàn tay, hạ xuống sàn, hạ ngực, hạ cằm, ốp đó, lật người, xiết đùi rướn lên và lùi ngược về phía sau, đào đó, kéo giãn người về cuối thảm, kéo và rướn hết ra phía sau, mình giãn người mình, rướn ra và thở dài ra, hít vào dài, thở ra, một nhịp nữa thôi, hít vào dài và mình thở ra, hạ hai đầu gối xuống sàn, ngồi lên gót chân của mình, mở lồng ngực ra, quay lại hơi thở chậm, hít vào chậm, thở êm ra và mình hít một hơi dài rồi thở ra. Sau đó bạn mở mắt, chống hai tay của mình về trước. Mình sẽ đứng lên tư thế bốn để trở lại và bắt đầu cái chuỗi mà ban đầu mình đã tập nha. Hai bàn tay bạn chắc, trượt chân phải và chống mũi chân về sau, gồng cơ bụng và mình vươn tay trái mình về phía trước. Bây giờ mỗi lần hít vào, mình hãy đá cao chân và tay lên, thở ra hãy hạ nhẹ nhàng xuống. Nào bắt đầu 5 nhịp, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, thở, hít, thở, hít, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít, rồi thở ra. Đổi qua bên kia, bàn tay trái chắc, vươn tay phải và chân trái ra sau, gồng bụng, hít vào lên, xuống, 2, xuống, 3, xuống, 4, xuống, 5, xuống, một nhịp nữa hít, rồi hạ tay và chân. Mình sẽ vào tư thế chó úp mặt và một chuỗi cuối cùng trước khi mình kết thúc. Hai bàn tay bám, nhón mũi chân và đẩy hết lưng, kéo giãn người mình về phía sau. Bám hai cánh tay chắc, vươn về trước tư thế tấm ván, nghiêng hai gót chân về bên phải của mình. Lần này hãy đạp chân trái vào giữa thảm, ổn lưng lên và vươn tay trái nhìn lên trời. Giữ ở đây, lồng ngực mở rộng ra, hít, thở ra, chắp tay phía dưới, hít vào và thở ra. Một nhịp nữa thôi, hít sâu, chống tay xuống sàn, quay lại tư thế tấm ván, thở ra, nghiêng hai gót chân về bên trái của mình, đạp chân phải về giữa
và vươn tay phải của mình lên trời. Mở lồng ngực ra, cánh tay vươn cao. Hít dài, thở ra dài. 2, 3, 4 và 5. Quay trở về tư thế tầm ván, plank pose, giữ chắc và cố định người đây. Bây giờ mình mới vào cái động tác mà mình muốn làm trong cái bài hôm nay. Kéo giãn cánh tay bên trái theo mang tay và đá chân bên phải của mình về phía sau. Chân bên trái, sorry, tay trái chân trái dang ngang ra. Mình sẽ gác quỳ chỏ và đầu gối chạm nhau. 1 nhịp. Hít vào rướn ra. 2 nhịp. Hít vào rướn căng. 3 nhịp. Vươn lên. 4 nhịp. Vươn dài ra. Nhịp cuối cùng, hít. Rồi thở ra. Nèo đá cao, chân thay lên một chút. Rồi úp xuống, quay về tư thế tầm ván. Mình sẽ đổi bên, nghiêng hai cái gót chân về trái. Vươn tay phải lên trời và nâng chân phải của mình chĩa về sau. Sau đó mình kéo tay phải của mình theo mang tay. Bắt đầu. 1. Hít vào rướn ra. 2. Vươn ra. 3. Vươn dài ra. 4. Rướn ra. Nhịp cuối cùng. 5. Rướn ra. Bây giờ đã cao chân và tay chĩa lên. Rồi úp người xuống, quay về tầm ván. Gồng và siết chặt bụng trong tư thế tầm ván. Hãy khuỵu nhẹ hai đầu gối, đẩy về phía sau. Ép lưng, nâng gót chân cao và giãn hết người về sau. Kéo cho lưng mình giãn ra, bả vai của mình ẩy. Thở ra. Hít vào dài. Vươn về trước tầm ván, đậu xuống sàn. Ôm đó, lật ngực, xiết người vươn vai. Xoay mặt nhìn về gót chân bên phải của mình. Xoay về trước và xoay mặt về gót chân trái. Xoay về trước, sau đó lùi về phía sau trở lại. Chéo hai chân và mình ngồi về cùi thảm, đá chân của mình về phía trước. Hãy rướn lại lưng như ban đầu. Hít vào, vươn hai tay kéo dài người. Thở ra truôn về phía trước. Nằm chân ra áp người. Hít vào, vươn người rướn lên. Tùy theo khả năng ha, bạn có thể ở đây thôi. Thở ra. Hít vào rướn, kéo lưng. Thở ra. Hít vào rướn, vươn lên. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Nhịp cuối cùng. Hít vào, vươn lên. Và thở ra, hẳn người mình nằm lấy chân. Đổ rạp người xuống luôn và thở ra. 3 2 và 1, lật hai tay. Hít vào, vươn lên. Mũi chân mình chỉ căng về trước. Lưng và vai rướn cao. Sau đó mình đưa hai tay ra, chống vào sau mông của mình. Bàn tay xòe và chỉ mũi tay màu mông. Ngón tay chân của mình chặt lại, chỉ về trước. Chỉ như là mình tập múa ballet vậy đó. Mình sẽ nhấc mông lên. Hít vào. Thở ra. 2, hít vào. Thở ra. 3, hít vào nhìn lên. Thở ra. 4, hít vào nhìn lên. Thở ra. Lần này mình challenge chút nha. Hít vào nhìn lên, đá chân phải lên. 2, 3, 4, 5, hạ chân xuống. Nhịp cuối cùng, challenge bên kia nha. Hít vào vươn lên, đá chân trái lên. 2, 3, 4 và 5, hạ chân. Hạ hồng, sau đó chéo người lại. Mình vào tư thế em bé. Thư giãn vai, lưng. Thư giãn trán, thư giãn cùi chỏ của mình ra. Hãy giữ người trong tư thế em bé ở 3 hơi thở. Hít vào sâu. Thở ra dài. Một nhịp cuối cùng, hít vào.
và thở ra. Hai tay mình chụm bên cạnh đầu gối, nâng người mình lên, ngồi lên gót chân, mở bả vai mềm cầm tay, hít vào, vươn hai tay lên trời, thở ra hai tay chắp về trước lồng ngực. Một nhịp nữa, mở bả vai, mở tay, hít vào, vươn hai tay lên trời, chắp tay về trước ngực và thở ra, nhắm mắt lại, thư giãn hơi thở, thư giãn khuôn mặt của mình ra. Hít vào dài, thở ra dài, và một nhịp cuối cùng, hãy hít vào dài rồi thở ra. Lùi người về sau và mình nằm dài người xuống. Nếu bạn có thời gian, hãy giữ cái người mình nằm duỗi thả lỏng trong tư thế thư giãn trong vòng 5 phút, 3 tới 5 phút. Nếu bạn không có thời gian, hãy ngồi, đặt hai tay lên đùi và hít thở 5 nhịp thở nữa trước khi mình kết thúc nha. Bây giờ mình sẽ nằm ngửa và thư giãn về phía sau. Hai chân mình lỏng ra, vai đùi mình mềm ra. Bạn hãy vươn tay qua quả đầu, kéo giãn hết toàn bộ cơ bắp của mình. Chân chỉ ra sau, tay rườn qua đầu, cắn người giãn. Sau đó xuôi tay ra xuống sàn, thở ra. Chỉ căng chân, khép cái đầu gối, ép vào bụng, lắc qua, lắc lại thắt lưng của mình, mềm mại thắt lưng ra, lỏng ra, rồi trượt hai chân và rớt xuống sàn. Nhấc mông lên khỏi sàn, rồi rớt lỏng xuống, nhấc lồng ngực lên, thả xuống và thả lỏng toàn thân của mình để cơ thể của mình mềm mại, lỏng, chìm xuống sàn, thư giãn xuống sàn. Hít thở từng hơi dài, cơ bắp của mình được bơm lại oxy, nhịp thở của mình được đều và dài ra trở lại. Hít sâu và thở sâu ra. Thank you.
mình hít một nhịp dài, rồi thở hết ra. Cử động lại tay chân đùi vai. Sau đó bạn vươn hai tay của mình qua khóa đầu trở lại, rướn căng người vươn ra, ôm gối vào ngực của mình, kéo trán lên ép vai xuống và đổ nghiêng về một bên. Sau đó bạn chống tay và nâng người ngồi thẳng lưng mình lên. Hai tay đặt lên gối, lồng ngực mở ra. Mình cùng hít vào một nhịp dài và cùng thở dài ra. Và nhẹ nhàng mở mắt ra. Mate. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã cùng tập cùng Thương trong cái bài tập ngắn Power Vinyasa Yoga vừa rồi. Hôm nay mình không có thời gian nên mình chỉ hướng dẫn được cái bài tập ngắn 30 phút như vậy thôi nha. Lần sau nếu mà mình có thời gian và cái gió nó đỡ thổi, xung quanh nó đỡ ồn ào hơn á, thì mình sẽ làm một bài dài hơn. Hãy comment bên dưới cho mình biết ý kiến của bạn nha. Và hãy cố gắng tập chậm rãi thôi. Nếu mà ở giữa mình thấy tới đây này đuối quá rồi, hãy ngồi nghỉ một chút rồi mới lại bắt đầu tập lại. Đừng cố gắng ép cái cơ thể mình quá nha. Cứ từ từ, chụp tốc bất đạt mà. Nhớ bấm nút like, share và comment cho mình biết ý kiến của mọi người. Hẹn gặp mọi người trong video lần sau. Tạm biệt mọi người.